Chương trình quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc lan phụ trách kính chào quý khán giả người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. À, kính chào quý vị đang theo dõi chương trình quê nhà quê người và chào tán ngộ Ngọc Lan. Hôm nay thì à, chú sẽ gửi đến cho khán giả người Việt TV cái chương trình gì ạ à? cái cái nỗi lòng quê nhà quê người gì khiến chú phải bức xúc ạ bức xúc cái điều chúng tôi mới thưa quý vị về thưa Ngọc lan và tôi chính tôi cũng không hiểu vì sao những cái viên chức cao cấp ở trong nước thì thích nói thích tuyên bố mà nói ra thì nói thật không chịu nổi nói ra nó vừa lạnh xẹt mà vừa dơ mà chúng ta phải nhìn nhận những người đó nói một cách phải nói là nói một cách nói một cách ngu như cách đây một vài chương trình chúng ta nói thì là ngu và dốt thì vừa rồi ông đại tá công an Nguyễn Chư Phong Phó biên tập Phó tổng biên tập Báo công an nhân dân Bây giờ Việt Nam có nhiều nhà báo lắm mà Nhà báo là đại tá thiếu tướng Chứ không phải nhà báo mà cỡ như Ngọc Lan ở đây đâu <laughs> Mà lại có chức vụ Mà là báo là báo công an Tôi nghĩ tờ báo công an thì làm cái tờ lá cại để tin đăng tin hiếp dâm trộm cắp hoặc là vụ lực hoặc là những cái trường sại trong gia đình tờ báo công an thì không thể nào đứng một tờ báo mà xếp ngang với những tờ báo khác được thì ông này là ông chủ nhiệm cái tờ cái tờ báo Petro yeah. thì bây giờ nhiều Bist báo mà ông công nghiệp về yeah. sao công cái ông báo này là lại là đại tá công an mà là phó tổng biên tập tờ báo này thì vừa rồi ông viết một cái bài nghe cái tên không á là nếu mà Ngọc Lan đọc tên khen là Ngọc Lan nội dần vì Ngọc Lan là một nhà báo chính thống ông biết thế này nghề phóng viên phải như con chó ấy con chó ấy đánh dấu thang <laughs> thì mà khoan dần tại chúng ta là người tự tế đàng hoàng khi anh viết một bài báo làm bản tin anh là ký giả nhưng mà anh sự có sự so sánh như vậy một người so sánh với cái người ký giả như con chó thì cái đó đối với người khác là cái điều nhục mà rồi nhưng mà chúng ta thử xem cái lý luận của ông đại tá công an này nó như thế nào để ông có thể cầm vuốt ông viết xuống một cái bài như vậy một cái bài tôi nghĩ là tổn thương cho cái danh dự và nó phơi bày cái quan niệm rất là dốt nát của một cái nhà báo mà gọi là phó tổng biên tập ông viết những cái câu như này nếu so sánh giữa nghề làm báo với những phẩm chất cao quý của con chó thì xem ra rất, rất giống nhau tuy nhiên ông cho rằng nhà báo có những phẩm chất cao quý cái ông khen nhưng phải chê nha và ông nói cái phẩm chất đó thì cứ chú chó nó cũng có thì phẩm chất đó thế nào? Phẩm chất đó là nó có đôi tai cực thính để phát hiện mọi tiếng động khả nghi hay cả những báo động báo hiệu có tin vui phải có cái mũi thính để phát hiện có chất độc hay không có thuốc nổ ma túy như ở cái chó ở phía trường hay bất cứ điều gì bất bình thường trong một khối bừa bồn vật chất thì quý vị cũng biết nhà báo là cái 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 khả năng mà nói hơi dùng chung tục khả năng đánh hơi cũng vậy với nhà báo bây giờ trong cái thời gian ví dụ là có chiến tranh ừ. ở gặp ni thì nhà báo đã nói trước khi cái sự việc xảy ra nhiều cái nhà báo đã có mặt ở đó rồi hai nhà báo bây giờ thấy cái vấn đề nào là vấn đề coi như là cả thế giới quan tâm ví dụ như vừa rồi vừa rồi mà nước anh ra khỏi cái khối thành vượng chung thì họ bay qua liền để họ phỏng vấn họ làm cho báo thì như vậy cái khả năng mà đánh hơi mình tạm dùng cái chữ vậy đi là của nhà báo là rất cao và như vậy là một nhà báo giỏi thì bây giờ ông nguyễn như phong này ông cho rằng con chó nó cũng có những khả năng như vậy rồi ông đem so sánh cái khả năng tốt đẹp của nhà báo với cái khả năng cũng không kém về vấn đề mà đánh hơi vấn đề mà trước một vấn đề gì đó nhạy cảm đó để có thể tạo nên bài báo lừng danh thì ông cho hai cái địa hai cái, cái 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 con vật và con người như đó giống nhau ở điểm đó thì tôi nghĩ đó ông Nguyễn Văn Phong này ông thiếu đường thiếu thiếu trò chơi sao ông lại đem ví dụ à, một cái khả năng của ông con chó với khả năng của người làm báo thì bây giờ với tư canh một người làm báo cái này phải tốn chăm so sánh nữa nhá thì Ngọc Lan thấy thế nào khi Ngọc Lan đọc cái nhận định của một cái người mà gọi là tương đối là có chức sắc ở cái xã hội cộng sản Việt Nam bây giờ như vậy. À, Ngọc Lan á thì không có cái cái uh, giống như là mình không có nổi giận liền ngay khi đọc bất kỳ một cái gì mà phải đọc vô để hiểu cái vấn đề đó là cái gì. thì uh, thật sự á cái 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 đề tài này của uh, cái nhà báo này đã gây nên một cái sự tranh cãi và làm cho những người là phóng viên nhà báo như Ngọc Lan á cảm thấy bị xúc phạm và nổi giận. nhưng mà quả thực á quả thực á đến lúc này Ngọc Lan vẫn đang suy nghĩ một cái điều á là cái bài của cái ông này hình như là ông nói một cách rất là mỉa mai. Ông mỉa mai tức là ông ông nhìn nhận cái thân phận của ông á ở làm báo ở trong cái chế độ đó nó cũng khác gì con chó hết. Ngọc Lan nghĩ đó là một cái cách chửi. Đó là cách nghĩ của Ngọc Lan. Hai. Như vậy là Ngọc Lan nhìn cái phần tốt của ông Nguyễn Như Phong. Ông cho là ông cảm thấy nhục với ông của nhà báo. Ông cho nhưng mà ông cũng chó như vậy mà nếu ông không trung thành yeah. với ông chủ cộng sản ông chủ bộ chính trị thì ông đương nhiên ông sẽ bị loại trừ ra cái này trước khi vào cái đề tài này tôi cũng chưa có nghĩ cái chuyện ngọc lan nói như vậy là ngọc lan là có cái phần gọi là phần tốt ở trong người cho nên nhìn thấy ai cũng tốt hết à, ngọc lan không nghĩ như vậy tại vì khi mà đọc những cái gì mà ông phân tích đó, nó rất là thấm thía nó rất là thấm thía có nghĩa là một mặt á thì nói lên tại vì con chó đó nó có nhiều cái cái điều mà nó cái cái đức tính nó tốt cho nên tại sao mà người ta nuôi chó và người ta thương con chó và ông so sánh cái người như vậy đúng là nếu mà một ở góc nào đó mình nhìn đó là một cái sự xúc phạm nhưng mà ngọc lan lại nghĩ nó có một cái gì đó nó 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 đau đớn trong cái cách mà ông viết như vậy không biết là chú huy phương thì nghĩ như thế nào có thể là sau phần thông tin thương mại thì chú huy phương sẽ nói rõ hơn cho ngọc lan hiểu về cái suy nghĩ của chú để ngọc lan và quý khán giả cùng được chia sẻ thêm